gì? Tập video đi. Tập làm gì? Để em thay quần áo khác. Lại thay quần áo khác? Bởi giờ hơi à? Ừ, thay quần áo khác để quay cái khác chứ. Cứ mặc một bộ mãi này à? Mà đẹp bao giờ đâu? Em có đẹp bằng mấy cái chị ở ngoài kia đâu? Bằng mấy cái gì ở trên Facebook ở bằng ngoài cái gì ở trên TikTok? Mông của em bị liếp, mông của em không to, ngực của em bị lệch, ngực của em không tròn, không có to bằng ngực của người ta. Ok game nha, thì đây chính là game nhất tập 8 giúp mình xin lời hàng ngày nha mọi người cùng mình và xem giao diện chính của nó nha. Thì con game nó rất là nhiều game hot luôn nhá, sổ số, thể thao, casino, trò chơi, chọn đá, bắn đá này. Nói chung là ngoài con game này ra thì có rất là nhiều game đây mọi người nhá. Đó, và có rất là nhiều ưu đãi luôn mọi người, và ưu đãi này, hoạt động ưu đãi này mọi người này, có ưu đãi hoàn trả này, sổ số này, khuyến mại nạp này đó. Thì mọi người nhìn này, khuyến mại nạp lúc bắn đá nói chung là rất là nhiều khuyến mại mọi người nhá. Thì ngoài khuyến mại ra thì có rút nạp tiền ở đây mọi người này. Đó, phần nạp ở đây này, đó, phần rút ở đây này. Đó thì nói chung là về vấn đề rút nạp thì khá là nhanh luôn, chỉ trong vòng 2 đến 3 giây bắn trực tiếp thẳng vào tài khoản của mọi người luôn mọi người nhá. Và con game này đang có khuyến mại là đăng ký nạp lần đầu sẽ được tặng 88k mọi người, rất là nhiều ưu đãi mọi người nhá. Con game này mình có đến link ở phần mô tả, phần bình luận video, anh em nào muốn trải nghiệm game và muốn kiếm được sinh lời thì có thể kích phần mô tả. Ok. Hello, xin chào cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh gọi là Gia Đình Nhím. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ quay một cái gọi là một cái video khá là nhàm chán nhưng mà nó mang tính chất gọi là con vợ mình. Thì hôm nay là gọi là mình quay con vợ mình đang gọi là đú trên top đang quay top thì ngày hôm nay mình sẽ quay gọi là một video của bé Hiền quay top sẽ như thế nào mọi người nhá. Đó thì hiện tại con vợ mình đang gọi là chỉnh chan, mình thấy gọi là đẹp quá, gọi là mê ly quá, sexy con bà baby quá thì mình muốn gọi là lưu lại một cái video gọi là úp lên kênh Gia Đình Nhím cho mọi người xem. Thì nói chung là mình quay video này chứ chỉ mang tính chất gọi là vui giải trí. Nói chung là mình quay gọi là ở đây nói chung là bị loạn rồi mình không nói được rồi. Thì mọi người thì bạn nào thấy video này hay và thấy vợ mình xinh gái thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình mọi người nhá, và thấy mình đẹp trai ấy nên nói chung là vợ chồng như thế nào thì vợ mới xinh gái được chứ mọi người đấy. Nói chung là công mình chăm hết đấy mọi người đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người vào mọi người xem con vợ mình đang quay top như thế nào mọi người nhá. Đấy, thì nói chung là mấy dạo này mình làm video nó nói chung là những cái màn chôn của mình nó không được hay cho lắm, thì mong mọi người vẫn luôn luôn ủng hộ mình mọi người nhá. Thì bạn nào có ý tưởng chôn này, nói chung ý tưởng chôn mình là kênh của mình là chuyên chôn vợ đấy, là chuyên chôn chồng, vợ chôn chồng đấy, thì mọi người comment bên dưới để mình thực hiện mọi người nhá. Ôi giời, nói nhiều tắc bố thở rồi. Ôi bây giờ sẽ đi vào quay luôn mọi người xem. Ôi ai mệt quá. Đấy, mọi người nhìn thấy đẳng cấp chưa? Úi xời. Đấy thì như vậy hai mẹ con đang quay gọi là top mọi người đấy. Thì nói chung là mình công việc chính của gia đình mình gọi là hoạt động ở trên mạng xã hội thôi. Thì kiếm tiền thu nhập để nuôi con thì hoạt động trên mạng xã hội thôi, nên là phải đầu óc lúc nào cũng phải gọi là sáng tạo những cái content, những gọi là những cái ý tưởng, những cái gọi là cái sáng tạo nội dung đấy thì mới được kiếm được money mọi người đấy. Ví dụ như hiện tại bây giờ mình đang quay như này thì mình cũng đang là công việc của mình đâu mọi người đấy. Thì mình tiện thể gọi là ngày hôm nay sẽ không chôn nữa, ngày hôm nay mình sẽ không làm clip chôn nữa. Nói chung là cười gì con đấy, Nhím rất là hay nhá. Nói chung là làm clip chôn nhiều thì nó cũng bị lộ ấy mọi người đấy. Thì một cái màn chôn mình phải bỏ ra công sức này, bao nhiêu ý tưởng comment bao nhiêu cái chất xám trong đầu này, nói chung là vất vả lắm mọi người. Thì mong mọi người ủng hộ mình mọi người nhá. Đấy thì đấy, những cái video như này thì không phải bỏ chất xám này đấy, không phải bỏ ý tưởng nào vắt óc đầu này thì gần đấy. Thấy nói chung là thấy vợ quay top gọi là thấy xinh gái thì mình quay lên thôi, có gì đâu đấy. Ít sơi ấy Nhím mới nhảy này. Ấy giời, ngon xinh gái chưa? Ấy giời, hai mẹ con xinh gái chưa? Ý giời ấy. Thì nói chung là em quay xong chưa quay xong đấy. Đấy, mình thấy quay tóc của mình áo ấy, thấy bé Hiền quay tầm khoảng được hơn tiếng rồi thì mãi xong chứ quay xong thế nhỉ. Mãi mình phải mình nghĩ ra ý tưởng là nói chung là gọi là quay một cái vlog chơi vui vui thôi đó. Nhiều bạn cứ chê gọi là vợ mình đẻ xong gọi là xấu xí đấy, xấu được ý trời, xấu được ý trời, xấu được ý trời, xấu được. Nhím ơi, cười cái nào. Nhím ơi, hello, cười. Nhím ơi, chào các cô dì cô bác là Nhím ơi. Nhím hay nhớ Thank you.
quay một mình. Nó tưởng chúng lại nó là em đang độc thân đấy, xong rồi nhiều thằng nó lại hút cho. Nào quay cái nữa. Anh quay một cái này nhanh lên. Anh lên để hút với các bạn xem nào. 1, 2, 3. Quay nữa. Bảo mình tắt video đi để quay bộ khác để quay tiếp mọi người ấy. Nói chung đấy, nói chung là một ngày quay một video cái top top của Hiền ấy thì đúng chủ đề quay top top của Hiền ấy thì ok, ok, chấp nhận thôi, ok. Xong chưa em ê? Ai ai ai. Ôi bà nhí mày bà 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 bà. Đấy, lại tiếp một cái bộ mới. Xời. Ý xời, nhưng cái bộ này thì nó gọi là lịch sự hơn tí, ngắn ngủi hơn tí. Xời. Nhí mày, nhí mày. Đây này, con chào cô chú đi này. Hello cô chú nha. Ai chết rồi, chết. Hello cô chú đã quay trở lại kênh gia đình nhím nha. Em nhím nhà mình hiện tại là được 9 tháng rồi mọi người. Hơn 9 tháng rồi. Thì em nhím nhà mình tên là em nhím. Còn mình tên là Hiền Lợn. Hiền Lợn mình tên... Hiền là bây giờ Hiền gầy rồi mọi người, Hiền gầy lắm. Nuôi em bé cho nên là gầy lắm mọi người. Không được múp như ngày xưa mọi người. Chưa múp lắm, bây giờ gầy chả sướng. Mọi người trước Hiền múp lắm, bây giờ gầy chả sướng thế nào. Ý sơi ở đây uống nào, ở đây uống nào. Ôi, con vịt chưa đến đây này, con vịt này. Ôi, chú vịt con đang vàng. Đôi mắt chú tròn xoe. Con vịt con chúc chúc. Ôi, chú chúc nhô. Chú vịt con nha. Ok mọi người, thì nói chung là chắc là clip của mình cũng đến đây là kết thúc rồi. Sao nó chói này nhỉ? Kết thúc luôn rồi mọi người ạ. Thì đấy, nói chung là mình cũng quay một cái video gọi là một ngày quay, một buổi quay top top của Hiền như thế nào ấy. Thì mình muốn là lưu giữ lại cái video gọi là thời cái khoảnh khắc đẹp nhất của Hiền, lúc nào mà nó xấu xí thì mở ra xem mọi người ạ. Mình biết chắc là sẽ có một ngày Hiền nó xấu rồi, nên là mình phải em lúc nào chả xấu, em có đẹp bao giờ đâu. Em có đẹp bằng mấy cái chị ở ngoài kia đâu, bằng mấy cái gì ở trên Facebook, ở bằng ngoài cái gì ở trên Facebook. Mông của em bị liếp, mông của em không to, ngực của em bị lệch, ngực của em không tròn, không có to mà ngực của người ta. Em lúc nào cũng xấu hết. Ok mọi người, thì đấy clip mình đến kết thúc mọi người. Bạn nào thấy cái clip hay nhớ cho chúng mình đăng ký đây một like để ủng hộ mình tiếp mọi người nha. Bye bye tất cả mọi người đi tiếp nha. Bye bye. Dám mà thôi chứ. Dám đâu mà dám, chỉ có quả bom đổ thôi. Ui thối thật. Ui vậy. Ai hốt mà.